Từ Lido Sài Gòn, miền Nam California, Quốc Huy và Huyền Trâm xin kính chào quý vị khán giả của N10 TV. Xin chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật tin tức của anh em chúng tôi vào ngày thứ hai ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong bản tin trong ngày hôm nay có nhiều bản tin rất là quan trọng, nhưng mà cái câu chuyện mà đi vô trong nước Mỹ bằng cách này hay cách khác thì luôn luôn là cái chủ đề mà rất là nhiều người Việt Nam mình quan tâm. Thì hôm nay thưa quý vị là vượt biên vô Mỹ mà có người Việt Nam mình nữa. Tức là mà cái này thì nó xảy ra ở tiểu bang Maine, tức là đi từ bên phía Canada đi vô đây thì Việt Nam mình đi chung với lại 7 người Mỹ, tức là 7 người Mỹ ở Mexico. Cảnh sát của Mỹ, cái chỗ cái vùng biên giới giáp giữa Mỹ Canada đó, hôm nay họ bắt được, và những cái người đó này sẽ phải bị cái án phạt và trục xuất. Thì trong cái bản tin ngày hôm nay thì vì sẽ cập nhật cho quý vị. Quay trở lại với cái chuyện là cái trần nợ công của nước Mỹ thì đến hôm nay vẫn chưa ngã ngũ, và nó đang cần phải có cái sự thỏa thuận giữa Đảng Cộng hòa và Dân chủ, và ông chủ tịch Hạ viện là ông Kevin McCarthy sẽ phải tiếp xúc gặp gỡ với lại ông Biden để hai bên có thể thống nhất với nhau về cái chuyện này. Và một cái đề tài nữa là tổng thống Donald Trump chính thức chạy cái cuộc đua vận động tranh cử ở tại South Carolina. Và hôm nay đã có nhiều cái món đồ gọi là bán để mà gây quỹ cho tổng thống đó, do tất cả những cái nơi đi xuống đó. Thì mà cái cuộc thăm dò mới thì bắt đầu là chương trình tranh cử của ông Trump bắt đầu chạy rồi. Thì sau khi mà cái Facebook họ có cái lệnh là mở ra rồi, thì đó là một trong những vấn đề đó. Và quay trở lại nữa đó, quý vị nghe nói cuộc chiến ở tại Ukraine này kia châu Âu chắc không có liên quan gì đến mình, nhưng mà thực sự châu Á, Đông Nam Á bây giờ lại là cái nơi quan trọng mà họ có thể họ quyết định được là cái cuộc chiến ở tại Ukraine có chấm dứt hay không. Và đặc biệt là các quốc gia đồng minh của Mỹ, trong đó có luôn cả cái yếu tố của Trung Quốc nữa. Thì hôm nay Bắc Hàn thì họ nói rằng là họ đứng về phía Nga. Tức là bây giờ nó trở thành vấn đề của thế giới rồi. Và cái lúc này bắt đầu nó thay đổi vào năm 2023. Nếu không giải quyết được vấn đề đó thì cái chuyện kinh tế phát triển của thế giới này nó cũng sẽ không có khả quan hơn. Đích thân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ, ông Lloyd Austin phải đi đến Hàn Quốc và cam kết rằng Mỹ sẽ bảo vệ Hàn Quốc, và đặc biệt nữa ở tại vùng Biển Đông. Và cái đề tài này thì báo chí Việt Nam không có đề cập tới, nhưng một cái yếu tố rất là quan trọng là Mỹ họ cam kết đối với Philippines. Và họ nâng tầm lên nữa đó là họ chọn Philippines là cái nơi để có khả năng đối đầu với Trung Quốc, và trong thời gian tới sẽ hỗ trợ cho Philippines. Cái đó đích thân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ phải đi cái này. Và ông đứng đầu của khối NATO, ông đích thân ông bay qua tới Hàn Quốc luôn và yêu cầu chính quyền Hàn Quốc phải thay đổi luật lệ để viện trợ vũ khí cho Ukraine. Cái này rất là quan trọng phải không? Và thưa quý vị thì đó là cái mà chúng ta thấy. Và ở tại Âu Châu nữa, hôm nay Anh Quốc họ nói rằng là cái vấn đề của Ukraine, nếu để cho một mình Ukraine đối đầu với Nga không được, nước Anh bây giờ là trực tiếp đối đầu với Putin luôn. Đó là một cái chuyện mà mình thấy bắt đầu nó thay đổi cái cục diện một cách mà thay đổi rất là lẹ luôn sau khi quý vị ăn Tết xong. Thì hôm nay bắt đầu mình thấy cái chuyện vận hành đó rồi, nó sẽ ảnh hưởng đến luôn cả một cái hệ thống, cả một cái nền kinh tế mà không có quốc gia nào đứng ngoài đó hết. Và kể cả Việt Nam của mình cũng vậy, Việt Nam không nằm ngoài cái sự thay đổi này. Đó là cái bản tin mà nó là quan trọng mà trong ngày hôm nay Huy với Trâm muốn cập nhật cho quý vị. Và đây là cái tin rất là quan trọng. Cái tuần này nó sẽ là thay đổi luôn cả những cái gì mà trước đây người ta tính toán. Đó là như vậy. Và sau đây bản tin đầu tiên thưa quý vị. Dạ, thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày 30 tháng 1 năm 2023, và thưa quý vị, cái chuyện chi tiêu của chính phủ Hoa Kỳ thì luôn luôn là cái vấn đề quan tâm hàng đầu của người dân Mỹ, và sự xung đột trần nợ công của nước Mỹ để đưa ra một mức nhất định. Và cho đến ngày hôm nay thì cả Đảng Cộng hòa và Dân chủ họ vẫn chưa đạt được đồng thuận, thưa quý vị. Thì chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy vào ngày hôm qua cho biết rằng ông mong được thảo luận với tổng thống Joe Biden một cách hợp lý và có trách nhiệm để mà chúng ta có thể nâng cao trần nợ, khi mà hai người này gặp nhau vào ngày thứ tư ở trong cuộc gặp đầu tiên tại tòa Bạch Ốc, tức là hai ngày nữa thưa quý vị, kể từ khi mà ông McCarthy đắc cử chủ tịch Hạ viện. Ông McCarthy cho biết là ông muốn giải quyết về việc cắt giảm chi tiêu cùng với việc là tăng giới hạn nợ, mặc dù là tòa Bạch Ốc đã loại trừ việc liên kết hai vấn đề với nhau khi mà chính phủ cố gắng tránh vỡ nợ tài chính. Ông McCarthy cam kết rằng sẽ không có chuyện là cắt giảm tiền an sinh xã hội và Medicare, thưa quý vị. Cái này mới quan trọng nè. Dạ, thưa quý vị, thì bên Đảng Dân chủ họ cũng nhân cái dịp này họ cũng nói rằng bên Đảng Cộng hòa là cắt giảm những cái an sinh xã hội cũng như là chương trình Medicare của người dân, để chi quý vị, chủ yếu là Đảng Dân chủ họ muốn coi như là Đảng Cộng hòa họ mất cái sự ủng hộ của người dân chứ không gì hết trơn á. Cho nên là ngày hôm nay ông McCarthy ông mới lên tiếng, ông lặp lại mấy lần, ông nói rằng là chỗ chúng tôi đâu có cắt cái chương trình xã hội giống như Medicare đâu. Thành ra là ông lặp đi lặp lại cái vấn đề này để nhắc cho cái người dân Mỹ là không phải như vậy, thưa quý vị. Dạ, tại vì cái trần nợ công lên cao, bên phía Đảng Cộng hòa thì họ muốn chi tiêu hợp lý hơn. Thì họ cho rằng là bên phía Đảng Dân chủ làm quan phí thì họ giảm, bên phía Dân chủ nói rằng nếu mà cắt cái này sẽ mất cái này, thì họ suy ra là cái gì sẽ ảnh hưởng đến cái tiền Medicare, cái tiền mà trợ cấp an sinh xã hội. Thì những cái người mà những cái đó là quyền lợi của người dân, lợi dân mà đâu có chịu đâu, lên tiếng đi. Không bình thường giống như bữa trước mấy người kêu vậy nè, hỏi Trâm nè, Trâm đấy. Ôi, nó nếu mà bên phía Cộng hòa mà cắt vậy thì tụi tôi đang lãnh tiền, ví dụ như bây giờ vừa rồi thì nó lại có cái chuyện là bây giờ mình bị lạm phát đúng không, thì những cái tiền mà hỗ trợ nó phải tăng chứ để nó bù vô cái lạm phát. Chứ hồi trước đây ví dụ như mấy người lớn tuổi được 800 một tháng thì bây giờ phải là 900 mà nó vẫn chưa đủ vô cái bù vô lại, thì người ta nghe người ta sợ thì người ta quay qua người ta đánh Cộng hòa. Nhưng mà bây giờ ông mặt thì ông phải nói là nó no, tụi tôi chỉ có bàn với ông Biden trong cái chuyện tăng cái trần nợ đó, thì ở trong đó cái phần nó có cái phần an sinh xã hội với lại cái phần Medicare, tức là phần hỗ trợ y tế, cái này quan trọng lắm. Tại vì cái y tế mà không có mình mấy cái người lớn tuổi là vô bệnh viện là cái giá rất là cao. Đó là cái mà mình thấy, thì đương nhiên họ phải đi với cái này đến chi. Bắt đầu hai đảng bắt đầu là có ứng cử viên chuẩn bị ra tranh cử rồi,
Bây giờ là bắt đầu khởi động chiến dịch tranh cử rồi, bắt đầu ngay từ bây giờ. Bắt đầu rồi thưa quý vị. Và thưa quý vị, tuyên bố của ông Donald Trump, ông nói rằng là ông sẽ tranh cử tổng thống vào năm 2024, không phải là một trò đùa hay là một mánh lưới để tránh bị truy tố như là một số người họ đồn đoán như vậy. Và thưa quý vị, ông đang trên đường nghiêm túc chuẩn bị cho việc chiếm lại Tòa Bạch Ốc. Và gần 3 tháng sau khi mà công bố chiến dịch tranh cử của mình thì ông Trump đã thực hiện chiến dịch tranh cử đầu tiên ở tiểu bang Florida, là quê hương của ông, vào ngày thứ bảy sắp tới đây. Tại New Hampshire thì ông phát biểu tại cuộc họp của Đảng Cộng hòa, ông tuyên bố là chủ tịch đảng sắp mãn nhiệm sẽ là cố vấn cấp cao cho chiến dịch tranh cử của ông. Còn tại Columbia thì thủ phủ của tiểu bang Nam Carolina, là ông đã nhận được cái sự hậu thuẫn của thống đốc tiểu bang là Henry McMaster và thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Ông Trump một lần nữa phủ nhận cái sự thất bại vào năm 2020 và không giống như bất kỳ ứng viên nào khác có thể được Đảng Cộng hòa lựa chọn. Ông nói với những người ủng hộ rằng ông sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất vào năm 2024. Và ông nói là để thay đổi toàn bộ hệ thống thì bạn cần có một tổng thống có thể đảm nhận toàn bộ hệ thống, mà cũng như là một tổng thống có thể giành chiến thắng. Ông nói như vậy từ hội trường chính của thủ phủ của tiểu bang, thưa quý vị. Và tại hai điểm dừng, ông Trump đã ca ngợi những gì mà ông nói là thành tích, thành công của ông ở trong cái nhiệm kỳ tổng thống, và ông đã công kích thành tích của tổng thống Joe Biden về tội phạm nhập cư và kinh tế. Có một cuộc thăm dò của Emerson được tiến hành vào đầu tuần này cho thấy rằng là có 55% cử tri Đảng Cộng hòa ủng hộ cho ông Trump, thưa quý vị. Và cái con số này nó vượt xa tỷ lệ 29% của thống đốc tiểu bang Florida, đó là ông Ron DeSantis, là người vẫn chưa tuyên bố ra tranh cử tổng thống nhưng mà được coi là đối thủ đáng gờm nhất của cựu tổng thống Donald Trump. Một cuộc thăm dò của Monmouth vào tháng 12 cho thấy là ông DeSantis dẫn trước ông Trump là hai con số, thưa quý vị. Thưa quý vị, và coi như là cái quá trình mà khởi động chiến dịch tranh cử của tổng thống Donald Trump bằng những cái chuyến đi, và từ đây cho đến cuối tuần hoặc là ông sẽ đi bắt đầu lần lượt các cái tiểu bang. Và đầu tiên những cái chiến dịch của ông Trump thì ông bắt đầu đi lại hết tất cả những cái tiểu bang cộng hòa để ông chứng minh, và nó sẽ có một số cái có khả năng là tổng thống Trump sẽ có nhiều cái bài phát biểu nhún nhường hơn, tức là trong đó, trong những cái bài phát biểu như ngày hôm nay thì ông cũng đứng ra thừa nhận một số yếu kém, tức là một số cái đáng ra là không có, hoặc là đó là những cái mà mình thấy là bắt đầu nó có một cái sự thay đổi, hay là cái chuyện mà cái khối cử tri mà giống như xung đột ở trong cộng hòa đó. Tức là có một số người thì họ chỉ trích chính sách của ông chủ tịch hạ viện bây giờ là ông Kevin McCarthy, giống như cái vòng mà bầu cử chủ tịch hạ viện vừa rồi thì có một số người cộng hòa cũng không muốn Kevin McCarthy ngồi trong ghế đó, và cho rằng cái đó làm được thì ông dung hòa được hai cái yếu tố đó để ông lấy luôn cả những cái người cộng hòa mà coi như là không có, chưa có thuận bây giờ, tại vì đây là lúc đoàn kết ở đây là để cộng hòa họ không có xảy ra cái xung đột đó thì có thể nó sắp xếp lại như vậy. Thì mình thấy cái đây là một trong những cái yếu tố mà quan trọng là có khéo hay không thôi đối với lại cái chuyện bầu cử nước Mỹ. Rồi trong thời gian sắp tới mình sẽ thấy nhiều cái vấn đề lắm, nhưng mà nó cái cuộc vận động tranh cử mà hiện tại bây giờ mà của các ứng cử viên bắt đầu họ ra, nó có cái yếu tố rất là hay cho nước Mỹ. Biết tại sao hay không chồng? Quý vị biết tại sao không? Yếu tố hay là như thế này: trong cái quá trình mà họ vận động tranh cử á, thì họ sẽ lục tìm những cái gì mà yếu kém hiện tại của đất nước Mỹ. Họ sẽ đem ra họ phát biểu cái đó để họ cho dân Mỹ thấy rằng nếu quý vị bầu cho tôi thì tôi sẽ thay đổi cái này nè. Thì cái đó là cái đương nhiên, thật là cái hay của Mỹ là thường thường ra tranh cử là cả hai bên họ đều đi tìm kiếm những cái thông tin, những cái điều mà không có tốt và chưa tốt của cái bên đối phương. Đúng rồi. Họ làm để họ mang ra để mà họ đánh nhau chứ. Đúng rồi, họ đánh là để gì? Họ đánh là để cho người dân Mỹ thấy. Nhưng mà thông qua cái chuyện như vậy đó thì người dân Mỹ có những yếu tố mà người dân bình thường sẽ không thấy được, mà những cái ứng cử viên tranh cử đó tốt hay xấu gì không biết, nhưng mà họ lấy được những cái điều đó ra, họ đưa lên đó, người dân Mỹ thông qua những cái bài phát biểu đó họ lấy cái đó họ đi hỏi cái ông đang đương nhiệm á, chuyện này có không, nó có thì giải quyết sao, thì nó sẽ khiến cho cái chính phủ hiện hành bây giờ này họ phải thực hiện, họ chăm lo cho người dân hơn, họ bị giám sát bởi ngoài cái đảng đối lập ra nó còn có các ứng cử viên tranh cử nữa, và cái sự giám sát của người dân Mỹ, cái đó là cái yếu tố rất là hay khi mà các cái vận động như vậy thì mình sẽ thấy bắt đầu nó lòi ra nhiều chuyện đó. Mỗi cái cuộc bầu cử cái hay nhất là cái điểm đó. Dạ rồi, chính mấy cái ông ứng cử viên như ông Trump hay là những cái người khác sẽ là cái yếu tố mà bắt buộc các cái người đương nhiệm phải thực hiện. Ê, ông không thực hiện được tôi dí ông nữa, hứa có làm không, làm được không, thực hiện được không, tại sao như vậy, họ sẽ làm một cái giám sát mà rất là chặt nữa ở trong đó là cái hay của cái xã hội vận động tự do, nó nằm ở trong đó. Và thưa quý vị thì có một cái yếu tố về cái chuyện mà vận động tranh cử này nữa, đó là cái yếu tố mà mình thấy là lòi ra mấy cái tài liệu mật mà của các cái tổng thống và phó tổng thống, hay gần đây nhất là tổng thống Mike Pence, hay là cái chuyện mà tài liệu mật ở trong nhà của ông Joe Biden, là cái chuyện mà trong nhà của tổng thống Trump, thì đó là cái yếu tố mà làm cho các cái cuộc điều tra đặc biệt phải diễn ra. Và cái chuyện đó như thế nào thì anh em chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị trong vòng 30 giây nữa, thưa quý vị. Trump xin kính chào quý vị. Tổ yến là một món ăn được sự chấp thuận của thì hầu hết các chính trị gia họ đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử năm 2024 sắp tới đây, thì đây là lúc mà rất áp lực cho đương kim tổng thống là ông Joe Biden và kể cả là cựu tổng thống Trump, và cũng như là các chức vụ khác, kể cả là đảng Dân Chủ và Cộng Hòa luôn, thưa quý vị. Họ sẽ vận dụng tất cả các thông tin luật pháp, hiến pháp, những cái nguyên tắc để anh chị quý vị, để mà tìm ra cái kẽ hở cũng như là những cái scandal ở trong quá khứ để mà tấn công nhau. Và thưa quý vị, thì cái chuyện mà lưu giữ tài liệu mật tại tư gia ở trong thời gian gần đây đó, của đương kim tổng thống, phó tổng thống rồi cựu tổng thống, đã khiến cho các cuộc điều tra cấp cao của Bộ Tư pháp dưới áp lực của Quốc hội do Đảng Cộng hòa kiểm soát phải minh bạch hơn. Thì ông Mike Pence nói rằng là ông sẽ chịu trách nhiệm về các tài liệu mật được tìm thấy ở nhà của ông.
Còn cựu phó tổng thống Mỹ là ông Mike Pence thì vào ngày thứ sáu vừa rồi ông cũng nói là ông không có biết là có tài liệu mật ở nhà của ông ở tiểu bang Indiana hay không, và ông nói rằng là ông sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về vụ vi phạm an ninh này. Thì ông Pence cũng phát biểu tại Đại học Quốc tế của Florida ở Miami, cho biết là hồ sơ cá nhân của ông đã được xem lại sau khi mà các tài liệu mật được tìm thấy tại nhà của tổng thống Joe Biden ở tiểu bang Delaware. Ông Mike Pence nói rằng, trong quá trình đó thì chúng tôi xác định rằng có một số lượng nhỏ tài liệu được đánh dấu bảo mật hoặc là nhạy cảm nằm lẫn ở trong các giấy tờ cá nhân của tôi. Ông Pence, ông nói, có nghĩa là ông không có biết các tài liệu này có nằm ở trong đó hay là không. Rồi ông cũng nói tiếp rằng là, để tôi nói rõ là những tài liệu mật đó lẽ ra không nên ở nhà riêng của tôi. Ông cũng nói tiếp là có những sơ suất và tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn. Thưa quý vị, những cái tài liệu mật này cũng đã được tìm thấy tại tư gia ở tiểu bang Florida của cựu tổng thống Donald Trump. Thì ông Trump đã tham gia cuộc đua tranh cử tổng thống của Đảng Cộng hòa vào năm 2024 sắp tới đây, và ông Pence vẫn để ngỏ khả năng là có ra tranh cử hay không. Còn luật sư của ông Pence là Greg Jacobs đã gửi một lá thư đến cho cơ quan lưu trữ quốc gia vào ngày 18 tháng 1, thông báo cho họ biết là về các tài liệu, và trong một lá thư riêng vào ngày 22 tháng 1, thông báo cho cơ quan này biết rằng là các nhân viên của Cục Điều tra Liên bang, tức là FBI đó quý vị, đã đến nhà của cựu phó tổng thống, tức là ông Pence, để thu thập tài liệu. Họ nói rằng là an ninh quốc gia của chúng ta phụ thuộc vào việc xử lý đúng cách của các tài liệu mật và nhạy cảm, và tôi biết rằng khi có sai sót, điều quan trọng là chúng phải được giải quyết nhanh chóng, và cái điều vừa rồi là do ông Pence nói thưa quý vị. Thì ông Biden có tài liệu từ thời còn là phó tổng thống, và kể cả là cựu tổng thống Donald Trump đều cho biết là có tài liệu mật tại tư gia. Cả hai người này đều đang đối mặt với các cáo buộc điều tra của công tố viên đặc biệt của Bộ Tư pháp về việc xử lý không đúng cách tài liệu mật. Trong cái giai đoạn chuyển tiếp của tổng thống thì hồ sơ từ mỗi chính quyền được chuyển giao cho cơ quan lưu trữ quốc gia. Nếu biết hoặc là cố ý đem đi hoặc là giữ lại tài liệu bảo mật thì đó gọi là hành động phạm pháp, thưa quý vị. Yes. Thì qua cái chuyện này mình thấy rằng là phạm pháp hay không thì mình chưa biết, thưa quý vị, thực sự là vẫn phải còn điều tra để xem rằng là các vị tổng thống hay cựu tổng thống hay là phó tổng thống này cố tình hay là vô tình cất giữ những cái tài liệu mật này, hoặc là vô tình hay cố ý là bảo mật những cái hồ sơ mật này đúng theo pháp luật hay không nữa. Là bởi vì nhiều khi nó còn theo cái chuyện mà giống như là những cái đời tổng thống này quý vị, là khi mà họ mời khách mời vào á là phải có ghi lại những cái danh tính, tên tuổi của những cái người này, biết đâu nhiều khi mấy tổng thống hay phó tổng thống này rồi xem hồ sơ mật xong rồi để ngay bàn, biết đâu là những cái khách mời này họ vào vô tình rồi họ xem hoặc là cố ý, sao mình không biết được. Cái yếu tố mà Trump nói á, thì sở dĩ nó mình nói như vậy để cho rõ nè, tại vì đôi khi cái sự đối thủ mà tấn công nhau thì hầu như thông tin ở trên các cái thông tin á, là thông tin đánh nhau nhiều hơn là thông tin giải thích, mà người ta không có chịu nghe giải thích, tại vì cái thông tin mà của thí dụ như dân chủ tấn công Cộng hòa, người ta theo dõi cái đó người ta khoái hơn, tại vì nó ly kỳ hơn, nó kịch tính hơn, là cái thông tin giải thích cái trình tự cho đúng. Chẳng hạn như bây giờ, chẳng hạn như ông Mike Pence, người ta chỉ nói là cái gì, cái hồ sơ đó có lưu trữ đúng cách hay không, chứ người ta chưa nói là ông tổng thống ông sai, hoặc là người ta chưa nói là ông làm như vậy là phạm pháp. No, bây giờ chưa có biết được cái đó là sao, tại vì sao nó có vấn đề như thế này. Khi mà ông tổng thống đắc cử, ông sẽ ở trong cái White House, tức là ông ở trong tòa bạch ốc. Cái tòa bạch ốc là gia đình, cái phòng làm việc của tổng thống, cái gia đình của tổng thống sống trong White House. Thì khi cái bàn làm việc của ổng thì ổng làm việc cho nước Mỹ là bất kể ngày đêm, thành ra là phải sống ở trong White House. Người ta có thể trình bày cho tổng thống bất kỳ giờ đêm, 12 giờ đêm, mẹ tấn công bên kia, bấm nút hạt nhân cái gì đó, thì ổng phải làm việc. Thì trong quá trình đó thì đương nhiên giống như gia đình, thì khi mà hồ sơ đưa vô này kia, nhiều khi có những cái thư hay là những cái gì đó, coi xong. Thì khi ổng coi xong, ổng bỏ lẫn lộn vô những cái gì đó. Thì đến cái quá trình mà khi mà ổng dọn khỏi White House đó, thì tất cả những cái điều đó nó được gom, nó đem về nhà. Thì cái trường hợp của Mike Pence cũng vậy, tức là nó lẫn lộn mà trong này kia, nó sẽ có một vài cái nó là gọi là nó có đánh dấu mật, hoặc là nó là top secret hay là certified hay là cái gì đó, là nó sẽ có rất là nhiều giả thuyết để người ta classify. Cái vấn đề nằm ở đây á, không phải là cái chuyện ông tổng thống ông đem về nhà là sai hay đúng, cái chuyện sai đúng á là tại vì nếu anh cố ý thì là anh sai, nhưng mà nếu mà tôi không có cố ý tôi bỏ đó bây giờ tôi mới thấy đem về thì là ông đúng. Nhưng mà cái người ta quan tâm đến là vấn đề an ninh của nước Mỹ, là cái tư gia của tổng thống nó khác với lại cái White House. Cái White House là nó cái phủ tổng thống, còn cái tư gia tổng thống là cái nơi bạn bè của tổng thống có thể tới. Bạn của con tổng thống có thể tới, hàng xóm của tổng thống có thể tới. Ok, người ta vô, bây giờ ông để trong nhà ông, thì người ta muốn coi là cái loại tài liệu mà giữ ở trong nhà của ông Trump hay là loại tài liệu ở trong nhà ông Biden là cái người nào đã vô cái nhà của ông rồi, và liệu những cái người đó họ có coi cái đó không. Mà cái đó là cái gì, thì đó là lý do tại sao bên phía Cộng hòa người ta mới kêu là phải có cái chuyện mà đi vô nhà của ông Biden có cái danh sách người vô hay không. Thì cái điều đó bên phía đặt ra là để như vậy, tại vì khi mẹ hết làm tổng thống rồi, cái người đi vô trong nhà nó nhiều khi đâu có biết. Ví dụ như bây giờ anh nói ví dụ như là bạn của bà vợ của ông đi vô nhà chơi rồi, chị em đi tới đi lui, nấu bếp đi ăn uống, dọn dẹp nhà cửa, cái bà cầm nó lên nói này bà đọc bà đọc xong mới nói bà đi về, cái bà gặp Trump ngồi vậy, bà nói Trump kể lại để chị kể cho em nghe, chị vô nhà của ông Biden á, thấy ồ chị coi cái đó, ồ mà cái vụ lớn nó gì vậy nè. Ok, cái xong cái Trump đi qua gặp một bà khác nữa. Ok, ồ tao kể cho mày nghe, tao có bà bạn, có bà bạn này là vợ mà chơi với lại bà Biden, ồ bà kể gì nè, cái bà kia đi ra kể nữa. Cái vấn đề là cái người ta muốn ê, cái lỗi đó, cái tài liệu đó nó ghê cỡ nào, nó tại vì nó xếp cho nó là tài liệu quan trọng. Mình hiểu được cái nguyên tắc đó, mình mới biết là tại sao người ta yêu cầu, thành ra cái chuyện đúng sai bây giờ người ta chưa có ý. Cái mà họ muốn điều tra là họ bịt được những cái lỗ hổng đó.
và cái loại rò rỉ này, cái trách nhiệm nó tới đâu và tại sao như vậy, đến chi trong cái tương lai tới người ta sẽ chặn để không có cái chuyện đó xảy ra nữa, liên quan đến tài liệu top secret. Dạ, đó thì thành ra nó có hai cái cách nhìn, cách nhìn về luật pháp, cách nhìn về bảo vệ an ninh của nước Mỹ, và một cái kia là nó liên quan đến vấn đề tranh cử. Thì đương nhiên á, tranh cử của các cái đảng phái hay là của đối lập, người ta sẽ đem vấn đề ra tấn công. Thì thường dư luận á, người ta thích coi cái vụ này hơn, là tại vì cái này nghe nó đã hơn, nó kịch tính hơn là cái kia. Cái kia nghe đơn giản quá, hiểu không? Ờ vậy thì người ta muốn điều tra. Ok, thì mình nói cái chuyện mà đã tranh cử á, đó thì cái là không, đương nhiên nó sẽ có nhiều cái lắm, chẳng hạn như bây giờ nói đúng luôn, ví dụ như là thằng ở nhà của ai vậy thì người ta muốn cái chuyện đó nó được đem ra và nó phải được suy xét, tại vì nó liên quan đến an ninh quốc gia mà. Có những cái chuyện đơn giản thôi nó sẽ hư cả một cái gì đó. Bây giờ mình nói chuyện đơn giản thôi, thí dụ như mình nói là có một cái cơ quan nào đó của Mỹ, họ đang làm cái nhiệm vụ bí mật nào đó, đại khái ở một quốc gia nào đó đi, thì đương nhiên cái tụi tình báo nó cũng phải nghe ngóng, nó không biết là Mỹ đang làm gì đúng không, thì khi nó mò được hết rồi nó đặt ra nhiều giả thuyết luôn. Giống như chẳng hạn như tụi Trung Quốc đi, mà nó ngồi nguyên cái ban tham mưu nó đặt ra giả thuyết, ồ ngày đó tháng đó thằng đó nó bay tới đây đuôi thằng này có khả năng làm việc cho Mỹ hay không. Mình nói thí dụ như vậy đơn giản, nhiều khi điệp viên hay là CIA họ là những người rất là bình thường, chứ không phải là những người gì nghe ghê gớm lắm. Thì chẳng hạn như vậy, bây giờ họ mò đến chỗ đó họ tắt rồi, chỉ là nghi vấn thôi, nhưng mà bây giờ đùng cái tự nhiên cái có thông tin cái, cái này nó lại là ồ nó dừng đấy, ồ ngày đó nó nói gì, à cái này hôm bữa trước tao là giả thuyết, nhưng mà có thêm cái này là từ ở trong cái đám tài liệu này của ông Biden, hay là đám tài liệu này trong nhà ông Pence, cầm phải là ồ là cái này là đúng rồi, ồ mày giúp một cái thằng kia mất tiêu luôn. Thế không, thì cái đó là những cái mà người ta đề phòng tới. Không, cái những cái đương nhiên lúc nào cũng vậy, cái một cái quốc gia đối đầu á, hay là cái chuyện gì đó thì người ta đều có cái gọi là cái giả thuyết đặt ra đó. Thì mình coi, em coi phim em thấy các cái cơ quan điều tra không? Người ta bài hết lên trên bức tường, tất cả những cái tài liệu liên quan người ta cắm lên trên bảng hết, người ta đứng người ta dùng mỗi ngày, người ta trong mấy bộ phim mình coi rồi. Đó và không, cái đó là cái cách làm việc của các cái công ty lớn cũng vậy luôn, họ lập ra cái chiến lược cái gì đó thì người ta sẽ đường thứ nhất, đường thứ hai, đường thứ ba, đúng rồi, giả thuyết khác nhau đó. Thì cái mà người ta không có muốn, nó chỉ rỉ có chút xíu thôi là người ta sẽ có thể suy luận được rồi. Một cái não không được chứ hàng trăm cái não nó sẽ khác đó. Thì cái đó là cái vấn đề mà an ninh của nước Mỹ. Thành ra an ninh nước Mỹ bây giờ được đối đầu là cái gì? Đối đầu với lại Trung Cộng. Mà Trung Cộng bây giờ nó không phải Đông Nam Á nữa, mà Trung Cộng lại có liên quan đến cả luôn cái cuộc chiến ở Ukraine, mà nó còn liên quan đến thay đổi luôn cả cục diện, và trong đó có yếu tố thằng Bắc Hàn nữa. Thành ra Mỹ họ phải lo cho vấn đề đó. Đó là cái chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương. Dạ. Thì thưa quý vị, các quan chức quốc phòng của Hoa Kỳ thực hiện chiến lược về Trung Quốc và Bắc Hàn. Thì chưa đầy một tuần sau khi mà giúp bảo đảm hàng tỷ đô la hỗ trợ quân sự bổ sung cho Ukraine ở trong cái cuộc chiến mà Ukraine chống lại Nga đó quý vị, bao gồm có cả là xe tăng chiến đấu do Mỹ và Đức sản xuất, thì các cơ quan cũng như là các quan chức quốc phòng hàng đầu của Mỹ, họ đang chuyển trọng tâm sang Ấn Độ Dương Thái Bình Dương và các mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc và Bắc Hàn. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đang có chuyến thăm chính thức lần thứ 6 đến khu vực, được bắt đầu vào cuối ngày thứ hai, tức là ngày hôm nay đó quý vị, với các cuộc gặp cấp cao tại Seoul, và sau đó là chuyến thăm Philippines để mà gặp tổng thống mới đắc cử, tức là ông Ferdinand Marcos Jr. và nhóm lãnh đạo an ninh quốc gia mới của ông. Và có một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói rằng môi trường an ninh ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương đang ngày càng trở nên phức tạp hơn. Đây là điều mà chúng ta thấy hàng ngày. Và thưa quý vị, cụ thể thì quan chức giấu tên này đã dẫn ra cái tình trạng gia tăng mạnh mẽ về hành vi hoạt động gây bất ổn của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm có hành vi tấn công ở trên không rất nguy hiểm và việc mà Bắc Kinh sử dụng đoàn tàu dân quân biển ở Biển Đông. Thì các quan chức quốc phòng của Mỹ cũng nhấn mạnh là cái mối quan ngại của họ về kho vũ khí hạt nhân ngày càng tăng của Bắc Triều Tiên và các vụ thử tên lửa đạn đạo đang diễn ra của nước này. Họ gọi cái số vụ mà phóng thử là chưa từng có, thưa quý vị, tức là cái số phóng thử này rất là nhiều. Hành vi hiếu chiến của Bình Nhưỡng đã làm dấy lên mối lo ngại ngày càng tăng ở bên Hàn Quốc, là nơi mà Tổng thống Yoon Suk-yeol vào hồi đầu tháng này đã gợi ý rằng là Washington có thể cần phải triển khai lại vũ khí hạt nhân tới bán đảo, hoặc là Seoul có thể bắt đầu phát triển kho vũ khí hạt nhân của riêng mình. Và thưa quý vị, ông Austin đã dùng các cuộc họp vào sáng ngày thứ ba với ông Yoon và Bộ trưởng Quốc phòng của Hàn Quốc là Lee Jong-suk để làm nổi bật cái cam kết răn đe mở rộng chắc chắn của Washington. Và một quan chức quốc phòng cấp cao thứ hai của Hoa Kỳ đã cho biết như vậy. Tuy nhiên thì quan chức này cũng cẩn trọng nói về việc triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ đến Hàn Quốc sẽ không được đưa ra bàn thảo. Và khả năng răn đe mở rộng mà Hoa Kỳ đã cam kết còn bao gồm có tăng cường hợp tác và đào tạo bổ sung, bao gồm có cả việc là nối lại các cuộc tập trận bắn đạn thật chung giữa Mỹ và Hàn Quốc vào cuối năm nay ở trên bán đảo sau khi mà một vài năm gián đoạn. Các quan chức quốc phòng của Hoa Kỳ cũng mong đợi cái sự thảo luận về hỗ trợ của Seoul đối với Ukraine và cách mà Hoa Kỳ có thể tăng cường hợp tác với ngành công nghiệp quốc phòng của Hàn Quốc, là lĩnh vực mà các quan chức ca ngợi là dẫn đầu thế giới về vũ khí tiên tiến, thưa quý vị. Cho nên là mình thấy cái tầm quan trọng của Nam Hàn bây giờ nó rất lớn, thưa quý vị. Đại Hàn bây giờ nằm trong cái chuỗi cung ứng toàn cầu và là một trong quốc gia có khả năng sản xuất vũ khí lớn. Thành ra cái vấn đề ở đây là bây giờ ông Austin, ông cũng đi, ông đi để khi ông thuyết phục là Nam Hàn, coi như là ngoài cái vấn đề là Mỹ cam kết là sẽ tăng cường an ninh giữ Nam Hàn trong chuyện đó, thì Nam Hàn họ muốn gì? Nam Hàn họ muốn là họ, nếu mà thằng bây giờ bên phía Bắc Hàn, ông Kim Jong Un ổng cứ chạy đuôi, ổng cứ xây dựng vũ khí hạt nhân hoài, thì bây giờ Nam Hàn họ nói là một á, là Mỹ phải đem vũ khí hạt nhân về để bảo vệ cho Hàn Quốc, hai là Hàn Quốc phải tự thân để phát triển loại vũ khí hạt nhân của riêng mình. Đó là hai cái chuyện mà hai bên có thể đang thảo luận với nhau về cái chuyện đó. Rồi một cái nữa đó là bây giờ cái chuyện gia tăng của Bắc Hàn, thằng Bắc Hàn bây giờ nó cam kết là đang đứng về Nga,
mà nó cam kết chắc chắn luôn, cách đây 2 ngày cuối tuần vừa rồi mà nó cam kết nó đứng về Nga đó, thì thằng Bắc Hàn mà có vũ khí hạt nhân, thằng Nga cũng có vũ khí hạt nhân đó, ở Mỹ đâu ngồi yên được. Mà trong đó có Trung Quốc, bây giờ Trung Quốc á, ông Blinken, ông ngoại trưởng, ông đang chuẩn bị sắp xếp cho cái vấn đề đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc. Thì Trung Quốc bây giờ nó lại đặt nằm ở trong cái chuỗi là phía sau lưng, nó lại cho các cái công ty tư nhân của nó cung cấp gọi là vũ khí phi sát thương thôi. Nhưng mà vấn đề đây là thằng Nga đang bị cấm vận, thằng Trung Quốc nó chơi nó tuồn áo chống đạn, mặt nạ hay là những vũ khí bông băng thuốc đỏ đồ này kia đây, thì cái đó nó cũng là giúp cho Nga. Thành ra Mỹ cảnh báo, ê Trung Quốc mày đừng có vô chuyện này nha. Thì mặc dù nhà nước Trung Quốc nó không có, thì mình thấy bắt đầu thế giới bị cuốn theo đúng chưa? Mà ở tại vùng Đông Nam Á là có hai thằng Trung Cộng với lại thằng Bắc Hàn. Mà bây giờ thằng Nam Hàn này nó nói là bây giờ tụi tôi phải phòng thủ bảo vệ tôi, thì Mỹ đem đến Mỹ nói có cái cam kết này đối với lại Bắc Hàn. Như vậy ra một điều nữa là Mỹ nói ok, bây giờ gia tăng sản xuất vũ khí để làm chi? Hỗ trợ cho Ukraine, hoặc là thông qua một quốc gia nào đó họ mua vũ khí của Nam Hàn. Bây giờ một mình Mỹ sản xuất cũng chưa có kịp, một số quốc gia khác làm cũng không kịp, thì bây giờ Nam Hàn sẽ hỗ trợ về súng bộ binh, về nói chung là không phải là vũ khí hạng nặng nhưng mà đạn dược, súng ống à, thì cái đó là cái vai trò mà của Nam Hàn trong đó. Rồi chưa tính dễ gì nữa, chuỗi cung ứng toàn cầu ở trong đó cái cốt lõi vẫn là cái chip. Nam Hàn phải giữ cái cam kết đó, không được xì ha. Rồi mới xì thằng Trung Cộng nó ăn cắp công nghệ. Thấy Samsung làm ghê không? Samsung bây giờ không trưng bày cái gì nữa đó. Đi triển lãm mà triển lãm không chưa luôn, không có trưng bày một cái sản phẩm gì của mình hết. Là quý vị thấy là họ rất là sợ hãi Trung Quốc. Đúng rồi, tại vì có những cái bản concept, tức là trong tương lai đó thì đương nhiên một cái hãng hay là xe cũng vậy luôn, xe nó sẽ có. Mà sắp sửa tới đây đó, Nhật Bản họ bắt đầu họ ra nữa xe hơi điện mới nữa. Mà xe hơi điện mới của thế hệ mới nó sẽ là khác. Đó là sự kết hợp của hãng Sony và hãng Honda, và họ cũng đang có vấn đề là hợp tác với lại cả luôn hãng Ford, cái là tập đoàn GM của Mỹ. Sony họ hay là Honda hay là cái gì đó họ đang muốn ra một thế hệ xe điện khác, rồi nhiều cái món khác mà Nhật Bản với lại Mỹ có thể là. Thì vì thấy bắt đầu là Hàn Quốc ghê gớm không? Hàn Quốc họ bắt đầu họ trở thành một quốc gia mà có thể ngang hàng. Bây giờ dữ dội quá. Đó, hồi năm ngoái là họ tới họ ngồi với lại NATO luôn rồi, tức là Hàn Quốc có khả năng là sẽ là mấy mốt là NATO cộng 1. Nhật Bản là NATO cộng 2, tức là NATO là các quốc gia hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, nhưng mà NATO cộng 2 là có Japan và Korea, hai cái quốc gia nó dính vô. Yeah. Thì cái khả năng nó sẽ nằm ở trong cái vấn đề đó. Đó là cái nó quan trọng tới nổi cái chuyện đó. Rồi cái vấn đề ở Ấn Độ Thái Bình Dương. Thì ông Austin ổng đi qua Mỹ, ổng đi qua bên Hàn, ổng đi về Đông Nam Á, về châu Á có hai vấn đề. Đó cái đó là cái vấn đề của Hàn. Rồi giờ làm sao? Ông sẽ bay qua Philippines. Ừ. Cái này cái yếu tố mà quý muốn nói cho vị thấy là tại sao Hoa Kỳ họ làm cái điều này. Ở đó cái tầm quan trọng của nó ra sao? Dạ thưa quý vị. Thì sau các cuộc họp ở Hàn Quốc đó quý vị, ông Austin sẽ bay đến Philippines, là cái nơi mà ông sẽ gặp gỡ các binh sĩ của Hoa Kỳ đang làm việc với các đối tác Philippines của họ ở Zamboanga, trước khi mà tìm cách để thắt chặt hơn nữa các mối quan hệ với Manila về những lo ngại chung về Trung Quốc. Thì một quan chức quốc phòng cấp cao thứ ba của Hoa Kỳ cho biết rằng chúng tôi sẽ tích cực thảo luận về những gì mà chúng tôi có thể làm cùng nhau để giải quyết những quấy rối và cưỡng ép đáng chú ý gần đây ở Biển Đông. Và sau nhiều năm tranh luận căng thẳng giữa Manila và Washington đó quý vị, thì quan chức này cho biết là Tòa Bạch Ốc đang nhận thấy cái sự phát triển rất tích cực ở trong quỹ đạo của mối quan hệ. Theo các quan chức của Hoa Kỳ cho biết rằng là Tòa Bạch Ốc coi Philippines là một phần quan trọng trong liên minh ngày càng tăng của các quốc gia ở trên khắp Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, nhằm đẩy lùi Bắc Kinh kể cả khi có và không có sự giúp đỡ của Hoa Kỳ. Còn tại Tòa Bạch Ốc thì hy vọng chuyến thăm của ông Austin sẽ cho phép hai nước xây dựng dựa trên các thỏa thuận quốc phòng trước đây, bao gồm có là thỏa thuận hợp tác quốc phòng nâng cao vào năm 2014, đồng thời là giúp cho Manila hiện đại hóa về lực lượng và xoay trục khỏi sứ mệnh chống khủng bố hiện nay để có được cái sự đối đầu tốt hơn với Bắc Kinh. Hiện tại thì Philippines là một trong số ít các quốc gia có được thông tin tình báo và thông tin hàng hải quan trọng thông qua một sáng kiến mới của Hoa Kỳ. Ngon chưa? Dạ, thì các quan chức Hoa Kỳ cũng đang hy vọng mở rộng hợp tác tại Manila ở trong các lĩnh vực không gian và không gian mạng thưa quý vị. Bây giờ chỉ cái Philippines là được Mỹ chia sẻ thông tin tình báo và kể cả các cái chiến lược, cái thông tin mà về cái vùng Biển Đông là Philippines được Mỹ, tức là họ gần với nhau luôn, họ gọi điện thoại trực tiếp, họ trao đổi nhau. Mà em thấy một cái điều lạ vậy nè anh Huy. Sao? Trường Sa và Hoàng Sa là cái vùng đảo tranh chấp chung giữa Việt Nam và Philippines từ xưa đến nay rồi, thì ai cũng biết. Thì sau đó Trung Quốc họ nhảy vào chiếm. Thì cái nguyên nhân tại sao mà Mỹ họ lại chọn mở rộng về cái vấn đề hợp tác tăng cường quân sự hỗ trợ cho Philippines mà không phải là Việt Nam? Đúng ra cái đó là phải là Việt Nam. Thì đó. Đúng ra cái đó phải Việt Nam. Cái vị trí của Việt Nam chiến lược dễ đối đầu hơn với Trung Cộng ở Biển Đông. Việt Nam, cái thế của Việt Nam là phải bảo vệ cái đường hải lộ quốc tế. Việt Nam có lợi nhiều ở Philippines. Philippines nằm tuốt bên kia. Nhưng mà tại sao Mỹ họ phải vô Philippines? Họ nhiều lần họ rủ Việt Nam rồi. Thậm chí là họ muốn thân thiện đến nỗi họ đưa luôn cả hàng không mẫu hạm, cái lớp Nimitz vô cảng Đà Nẵng luôn. Và họ mời Việt Nam tập trận, đá Trung Cộng quan bên, mời Việt Nam với cái vai trò tập trận, các cái cuộc tập trận chung của Mỹ, mà của luôn cả cái khối, cái gì, cái bộ tứ khoát á, là Mỹ họ mời luôn cả Việt Nam đi quan sát luôn. Nhưng mà đến giờ phút này, Philippines, trong cái thời điểm của ông Tổng thống Duterte, ổng cà chớn cà cháo, Mỹ bắt đầu quải, ổng chơi ổng đuổi một số cái căn cứ của Mỹ, hoặc là ông xung đột với Mỹ để ông thiên về Trung Cộng. Thì bây giờ đến cái ông tổng thống Ferdinand Marcos này, là cái ông này, là ông này đó, là ông lên. Ông lên thì cái thay đổi cái chiến lược của Trung Quốc á, Philippines, họ có cái thế là cái gì? Họ kiện hàng Trung Cộng. Và họ lấy cái thế là thắng dựa trên cái phán quyết của tòa án quốc tế về cái phi lý của Trung Quốc đối với vùng đảo đó. Thì trong thời gian gần đây thì Trung Cộng nó lại, hồi nãy một cái yếu tố mà ông Lowenstein ổng có nói đó là cái gì? Cái vấn đề dân quân biển của Trung Cộng. Trung Cộng nói bây giờ nó tăng cường cái dân quân biển là tàu đánh cá mà lại có vũ trang. Thì coi như cái vùng bên Việt Nam á, là Việt Nam bó tay cái đó rồi. Là bây giờ cứ tàu Việt Nam ra làng Trung Cộng nó đập, mà Việt Nam không nói cái gì hết, không làm gì được hết. Nhưng mà bên Philippines khác, Philippines họ có những mấy cái căn cứ đồn trú ở ngoài cái đảo đó, mà thậm chí là Philippines họ chịu đựng đến nỗi là
thủy quân lục chiến của họ đóng quân đây, hàng trung trọng nó chạy ngoài biển vậy nè. Nhưng mà họ họ nói ơi tao ở cái đảo này, còn cái chuyện đó là cái chuyện mày phi pháp, thì hiện tại bây giờ họ kiềm chế là họ không có muốn xung đột với Trung Cộng, thì họ có đặt những nhu cầu đó rồi. Cái vấn đề về khai thác này kia, Việt Nam khai thác dầu, mời công ty của Tây Ban Nha về, mời công ty của Mỹ để hợp đồng về, vừa đặt giàn khoan xuống, Trung Cộng ra lệnh Việt Nam không dám làm. Trung Cộng nó tuyên bố ê mày khai thác tiếp là tao này kia Việt Nam luôn, phải đền cho các cái công ty của nước ngoài khi mà ký kết rồi. Mình bây giờ mình chỉ giữ được có mấy cái của mình thôi, còn những cái kia là về mặt lý thuyết còn Việt Nam không làm được. Còn Philippines nó nói không, ê tài nguyên của tao tao vẫn tiếp tục làm. Nhưng mà họ có cái hiệp ước gì là Philippines, Mỹ họ có hiệp ước Philippines vừa rồi, bà Kamala Harris đi bà nói đụng Philippines là đụng Mỹ. Mỹ họ giữ cam kết đó, thì bây giờ ông Lloyd Austin ông quay trở lại để ông khẳng định một lần nữa đối với lại tổng thống của Philippines, với lại cả kể cái hệ thống của Philippines là Mỹ sẽ làm điều đó. Và cái năm 2014 họ hỗ trợ cho Philippines về quân sự, lúc đó chỉ là gì, là thông tin về chống khủng bố rồi. Mấy cái quần đảo của Philippines là cái nơi căn cứ của cái đám khủng bố cực đoan Abu Sayyaf đồ này kia, những cái đám mà cực đoan đó, thì Mỹ họ hỗ trợ Philippines đó, thì dựa trên cái hợp tác quân sự đó, bây giờ Philippines là quốc gia duy nhất mà Mỹ họ xe họ chia sẻ về thông tin tình báo về Biển Đông, tức là những cái đường đi nước bước của Trung Cộng, radar tình báo của Mỹ họ chia với Philippines luôn. Philippines họ có được cái lợi thế đó. Thứ hai họ được cái gọi là cái bảo vệ mà từ phía Mỹ, tức là mày đụng một số cái chỗ của mày, đụng tới Philippines mày đụng tao, mày bắn tao chiến Philippines là Mỹ sẽ tấn công mày. Philippines ngon không? Mà đúng ra cái vị thế là của Việt Nam. Ok, bây giờ mình mới giải thích, quý vị sẽ thấy một yếu tố chết người mà Việt Nam sẽ chết nhắc luôn, là bây giờ Mỹ họ gọi là cái khả năng mở, họ mở ra một mặt về chuyện ngoại giao, họ qua họ nói ô Việt Nam bây giờ Việt Nam nâng tầm quan hệ với Mỹ lên đi, ok mua vũ khí của Mỹ đi, và cần cái điều gì Mỹ sẽ là một cái quốc gia bảo vệ an ninh và chúng ta cùng nhau xây dựng và phát triển, mở luôn cả thương mại Việt Nam xuất cảng qua Mỹ, rồi chúng tôi sẽ đầu tư qua bên đó, Việt Nam sẽ là cái nơi trong cái chuỗi cung ứng hàng hóa của Mỹ, quá ngon đúng không? Thì cái đó là cái mà họ mở, họ tha cho Việt Nam nhiều lắm rồi, họ lơ cho Việt Nam nhiều lắm rồi, những cái đồ Trung Quốc đồ qua họ bỏ hết luôn, tiền tệ gì tài chính gì đó, và thậm chí Mỹ thậm chí họ còn xếp luôn lại cả về cái khác biệt về chính trị nữa, để họ tạo điều kiện cho Việt Nam nằm trong cái chuỗi, trong cái chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương của họ. Trung Quốc đã đi trước, nó triệt hết tất cả những cái thành phần mà có khả năng hoặc là có tư tưởng sẽ ngã về với phía Tây phương hoặc là đối với Mỹ trong cái cam kết đó. Ok, đồng nghĩa là cái gì, Trung Quốc họ xây dựng ở trong cái guồng máy của nhà nước cộng sản Việt Nam á, những cái thành phần có tư tưởng thân Trung Quốc, tại vì á, họ có tư tưởng cộng sản Trung Quốc như vậy đó, tại vì mất chế độ là họ mất luôn, thành ra Trung Quốc cố tình họ kéo vậy. Thành ra trước Tết, trong cái chiến lược này, trước cái chiến điện Lloyd Austin, không biết là quý vị có nhớ cái bài nói chuyện trước Tết á, mình mới nói rằng Trung Quốc nó đang đợi Mỹ đúng không, đợi Mỹ họp cái quốc hội kỳ tới này đúng không, thì bây giờ ông Lloyd Austin ông đi nè, là cái tin đó thật ra nó lâu rồi. Thì trước cái chuyến đi của ông Bộ trưởng Quốc phòng thì họ phải sắp xếp trước. Nó có những cái tin hành lang chẳng hạn là cái phái bộ của Mỹ họ phải đến đó. Ê, ngày đó tháng đó ông Lloyd Austin ổng tới gì vậy? Thì người ta có cái sườn rồi. Thằng Trung Cộng nắm được yếu tố đó, nó chơi quốc Việt Nam liền. Để nó chặn cái này. Tại nếu ông Lloyd Austin mà trước đó ông gọi, ông nói có khả năng ông đi Philippines và ông đi Việt Nam. Ông Lloyd Austin mà ông bước tới Việt Nam, ông ngồi với ông nói chuyện với ông Bộ phòng Việt Nam, là thằng Trung Cộng nó... biết không, là như vậy. Thành ra nó chận chứ, nó chận đến chứ Việt Nam bắt đầu là chận hết mẹ nó. Bây giờ trong này cái hệ thống chính trị sáo xào hết, thì bây giờ có đặt điều kiện đi nữa, nói thôi bây giờ tụi tôi mới vừa thay chủ tịch nước, rồi bây giờ quốc hội phải họp, rồi thay ông phó thủ tướng, kinh tế về chính trị về xong ngồi nói chuyện được với Mỹ, thì để kỳ sau đi. Ok, mà 6 lần Mỹ họ đã 6 lần trong năm cái năm dịch bệnh, họ đã 6 lần họ muốn mở một cái cuộc nói chuyện giữa chính phủ Việt Nam và với Mỹ. Nhưng mà Việt Nam dựa vào yếu tố này yếu tố kia, không có cần làm lơ cái đó, không có nâng tầm chiến lược. Mới đẩy hồi Tết này, cái thư chúc Tết của ông đại sứ Mỹ ở tại Việt Nam á, ông đặt lại thêm một vấn đề nữa, là ông nói là Việt Nam cần phải nâng tầm quan hệ đối tác với chúng tôi. Và ông ca ngợi trong vòng 25 năm Việt Nam mở cửa cái giao thương thương mại của Việt Nam với Mỹ như vậy, vậy. Nhưng mà vẫn bơ cái này. Thì bơ cái này làm sao? Bơ này thì bây giờ nếu trong trường hợp thằng Trung Cộng nó làm ở đó, phải không, Mỹ bảo vệ Philippines, nhưng mà nếu cà chớn Việt Nam đi theo Trung Quốc, Mỹ đập luôn khỏi địa chiến lược chính trị gì đó, Mỹ nó giữ cái tự do hàng hải thôi, Việt Nam cà chớn bỏ mày qua một bên luôn. Bây giờ cái thế Việt Nam đang có, bây giờ họ đi qua Philippines họ nói cho thấy đó. Ok, là bây giờ ai đụng Philippines là Mỹ chơi. Nhưng mà bây giờ thử đi, thằng Trung Cộng đánh Việt Nam ấy, Mỹ sao nói? Anh nguyên tắc của anh nằm bơ, anh không chịu. Mà cái này cái an ninh của hàng hải mà anh bị xâm phạm mà tôi bảo vệ anh không theo tôi, anh đi chơi với thằng kia. Mà thằng kia nó xây đảo ở trong đất của anh, rồi nó chiếm đất của anh mà anh im.
em bây giờ quý vị thấy được rõ cái cục diện đó không? Ông Mỹ không nói, trong khi đó ông Philippines, thằng Trung Quốc lấy đảo của nó cự. Rồi bây giờ Mỹ qua nó mới là yêu cầu Mỹ hỗ trợ quân sự để tụi tôi bảo vệ chủ quyền của tôi. Dạ. Tôi hợp tác, tôi làm ăn với Mỹ. Còn ở bên đây không lên tiếng thì giờ làm sao? Nếu trong trường hợp trong tương lai Việt Nam thỏa thuận được với Trung Quốc, đứng ở ngoài cuộc này, thằng Mỹ nó đập, thằng Trung Cộng nó đập luôn Việt Nam luôn, khỏi, lúc đó mày khỏi nữa. Bây giờ Việt Nam đang đu dây được, ok, cho anh chơi á. Anh vẫn chơi với tôi 50% thôi. Tôi chưa mở lòng hết, tôi chơi với anh. Ok, nhưng mà trong tương lai, nếu mà bây giờ trong nguyên cái dàn lãnh đạo của bên Việt Nam, nó quyết định nó theo Trung Quốc luôn. Nó không có quan tâm đến cái chuyện Hoàng Sa Trường Sa này, coi như là cái sân sau của Trung Quốc rồi. Yeah. Ở trong chủ quyền của anh, đồ anh theo kia. Bây giờ tôi nói rồi, không tin. Bây giờ tôi đọc bằng kia, anh khỏi ý kiến gì nữa. Dẹp mày qua một bên luôn, coi như không thấy mày nữa luôn. Tao đánh với nó trước mặt nhà của mày luôn. Tao quýnh với kẻ thù của mày trước mặt nhà của mày luôn. Để cho mày thấy. Lúc đó ai chết? Biết ai chết không? Việt Nam. Cái thể chế của Việt Nam chết. Mà cái người dân Việt Nam thấy được cái điều đó. Thấy được. Ê, tụi mày hèn quá vậy. Cái kẻ thù của mình, cái thằng, tức là bạn ta là, thấy không? Kẻ thù của kẻ thù ta, tức là bạn ta. Ok, nó quýnh cái thằng kẻ thù của mình giùm cho mình. Nó quýnh trước cửa nhà mình. Nó không vô nhà mình. Yeah. Tức là nó bảo vệ nhà mình. Mình không đem nước cho nó uống. Ủa mình ngu. Có phải không? Bây giờ anh hỏi. Bây giờ anh nói cái chuyện một cái thằng nào đó lão quát đi không cần biết. Nó tới nó quậy cái quán của em. Phải không? Mà cái thằng khác nó quýnh cái thằng đó bỏ chạy đi. Em có mời nó uống nước không? Mình đâu cần làm gì đâu. Mà tại sao nổi cái chuyện đó không mà không làm? Thì lúc đó người dân sao? Tội là tội cho người dân. Đà, cái đó không, người dân là sẽ nói, ủa sao mấy lãnh đạo của mình kỳ vậy? Cái này mình sẽ thấy. Rồi bây giờ thấy hàng không? Hàng bây giờ Mỹ ơi, Mỹ kéo hàng vô ở trong vấn đề an ninh, đương nhiên người dân dân hàng người ta sẽ bị tuyên truyền. Người ta nói, ồ phải chơi với Mỹ này kia, coi chừng Hàn Quốc bị ảnh hưởng. Không, Mỹ họ đến hàng. Ngoài cái chuyện hàng nằm trong cái chuỗi mà đối đầu ra, nó làm tăng cái giá trị cho đại hàng lên. Bây giờ cái cơ hội là gì? Bây giờ Hàn Quốc hồi nào giờ bây giờ sản xuất vũ khí đúng không? Cái súng đạn của anh mới có bán trang bị đó, anh chưa có thực chiến. Đúng chưa? Bây giờ sẽ thấy là cái gì? Mẹ vũ khí của đại hàng sẽ tác dụng đánh ở tại chiến trường Ukraine và cho thấy cái quy lực nó như vậy. Trong tương lai là cái gì? Hàn trở thành một quốc gia đáng gồm. Yeah. Nó nằm ở trong chuyện đó. Thì chơi, đi, chơi với Mỹ, yeah, họ nâng lên. Thành ra là Việt Nam cà chớn ở ngoài cái dòng đó. Cuối năm 23 lội luôn. Anh khỏi cần tham gia vô cái gì nữa hết á. Tôi hỗ trợ Philippines. Bây giờ lấy Philippines trước cái đã. Quay qua bên kia xây dựng Singapore cho good lên. Malaysia, Mỹ hỗ trợ luôn. Quốc gia biển, các quốc gia có lợi ở trong cái hải lộ quốc tế đó. Phải đi. Hàng Trung Quốc nó lấy cái căn cứ ở bên Trung Quốc, à bên Campuchia. Xong xuôi mà nó lại làm được cái căn cứ của Trung Quốc ở Campuchia, làm Việt Nam mất luôn mẹ đảo Phú Quốc luôn. Cái này cái kia luôn, nó kiểm soát luôn Việt Nam. Rồi giờ về vấn đề chính trị đầu não của Hà Nội. Ok, anh không chơi, anh không trục diện, anh không đứng cái thế của anh ra. Anh thân với thằng Bắc Kinh bên kia, rồi khỏi, tôi xếp mày qua bên mày thuộc dạng đối thủ để đề phòng, chứ mày không phải là fan nữa, hết là bạn rồi. Bây giờ ban đầu là đối tác. Ok, bây giờ hiện tại anh với tôi là đối tác. Tôi chưa có xấy vô chuyện nhà của anh. Hai bên cùng có lợi. Nhưng mà bắt đầu anh là đối tác với tôi, anh đi chơi với thằng kẻ thù. Rồi anh đi chơi với thằng đó thân hơn. Thì kẻ thù ta, nó là kẻ thù. Bạn của kẻ thù của ta, tức là kẻ thù của ta. No, không có ý đâu. Thấy không? Dạ, rồi, cảm ơn cái, anh Huy. Cái chuyện mà đó là rất là quan trọng. Huy giải thích cái chuyện này rõ quá, hay quá. Ông Austin giờ... ông tới. Bây giờ quý vị sẽ thấy tuần sau nó sẽ khác liền. Cái thế của Philippines nó khác liền. Thành ra hôm bữa trước đây, trước khi ông Austin đi, nguyên cả hàng không mẫu hạm đệ thất đệ tam hạm đội nó dài đầy hết Biển Đông luôn đó. Cái tin mà bữa mình đưa đó, thấy không? Hàng không mẫu hạm lớp Nimitz chạy ngoài Biển Đông á. Mẹ chi, ông Austin ông bay trên này yên tâm. Nó là vấn đề. Rồi sao?
dọn đường cho chủ tịch hạ viện Kevin McCarthy chuẩn bị đi Đài Loan nữa nè. Cam kết đầy đủ hết, các quốc gia đó bắt đầu thằng Trung Quốc coi chừng. Dạ. Dạ. Thưa quý vị, bây giờ thì NATO Hàn Quốc là tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, thưa quý vị. Thì bây giờ mình thấy cái sự gọi là quan cái tầm quan trọng của Hàn Quốc nó như thế nào? Tổng thư ký NATO là Jens Stoltenberg vào ngày hôm nay đó kêu gọi Hàn Quốc tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine với lý do là các nước khác đã thay đổi chính sách không cung cấp vũ khí cho các nước xung đột sau cuộc xâm lược của Nga. Thì ông Stoltenberg đang ở Seoul, là điểm dừng chân đầu tiên ở trong chuyến công du bao gồm có cả Nhật, và nhằm mục đích là tăng cường quan hệ với các đồng minh của Hoa Kỳ ở trong cái bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine và sự cạnh tranh gia tăng với Trung Quốc. Thì phát biểu tại Viện Nghiên cứu cấp cao ở Seoul đó quý vị, thì ông đã cảm ơn Hàn Quốc vì những cái viện trợ phi sát thương cho Ukraine, nhưng mà cũng kêu gọi nước này là làm nhiều hơn nữa. Đồng thời ông cũng nói thêm rằng là có một nhu cầu cấp bách về đạn dược. Thì Nga họ gọi cuộc xâm lược là cuộc chiến đặc biệt. Tôi kêu gọi Hàn Quốc tiếp tục đẩy mạnh vấn đề cụ thể về hỗ trợ quân sự. Và ông cũng nói tiếp rằng cuối cùng thì đây là quyết định của quý vị. Nhưng tôi có thể nói rằng một số đồng minh NATO từng có chính sách không bao giờ xuất khẩu vũ khí sang các quốc gia đang xảy ra xung đột giờ đã thay đổi chính sách đó. Và coi như là mình thấy cục diện bây giờ nó thay đổi rất là nhiều, thưa quý vị. Và trong các cuộc gặp với các quan chức cấp cao của Hàn Quốc, thì ông Stoltenberg lập luận rằng những sự kiện ở châu Âu và Bắc Mỹ có mối liên hệ với các khu vực khác và liên minh muốn giúp quản lý các mối đe dọa toàn cầu bằng cách là tăng cường quan hệ đối tác ở châu Á. Còn Hàn Quốc thì họ đã ký các thỏa thuận lớn cung cấp hàng trăm xe tăng, máy bay và các loại vũ khí khác cho Ba Lan là thành viên của NATO kể từ khi mà cuộc chiến tranh bắt đầu. Nhưng mà Tổng thống Hàn Quốc là Yoon Suk-yeol nói rằng luật của nước ông chống lại việc cung cấp vũ khí cho các quốc gia có xung đột. Điều này đã khiến cho việc cung cấp vũ khí cho Ukraine nó trở nên khó khăn hơn, thưa quý vị. Và ông Stoltenberg lưu ý rằng các quốc gia như là Đức, Thụy Điển và Na Uy có chính sách tương tự nhưng đã thay đổi. Nếu chúng ta không muốn chế độ độc tài và chuyên chế chiến thắng thì họ cần có vũ khí. Đó là thực tế. Ông nói như vậy ở trong khi mà ông đề cập đến vấn đề Ukraine đó quý vị. Và người đứng đầu NATO cho rằng điều cực kỳ quan trọng là Nga không được thắng ở trong cuộc chiến này, không chỉ đối với người dân Ukraine mà còn để tránh gửi thông điệp sai trái đến các nhà lãnh đạo độc đoán, trong đó bao gồm có cả Bắc Kinh, rằng họ có thể đạt được những gì mà họ muốn bằng vũ lực. Ông Stoltenberg cũng nói mặc dù là Trung Quốc không phải là đối thủ của NATO, nhưng nước này đã trở nên quan trọng hơn nhiều trong chương trình nghị sự của NATO. Viện dẫn về khả năng quân sự ngày càng tăng của Bắc Kinh và hành vi cưỡng chế trong khu vực. Và cũng trong một tuyên bố được truyền thông nhà nước đưa ra vào ngày hôm nay, Bắc Hàn gọi chuyến thăm của ông Stoltenberg là khúc dạo đầu cho sự đối đầu và chiến tranh, bởi vì nó mang đến những đám mây đen của chiến tranh lạnh mới cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Và nhắc lại vào hồi năm ngoái đó quý vị, Hàn Quốc đã mở phái bộ ngoại giao đầu tiên tại NATO, cam kết là tăng cường hợp tác về việc không phổ biến vũ khí hạt nhân, phòng thủ mạng, chống khủng bố, ứng phó thảm họa và các lĩnh vực an ninh khác. Chuyến thăm của người đứng đầu NATO cũng diễn ra khi mà Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là ông Lloyd Austin dự kiến sẽ đến Seoul vào thứ Hai để mà hội đàm với người đồng cấp của Hàn Quốc, đó là Lee Jong-suk. Thưa quý vị. Thưa quý vị, và cái cam kết, cái phát biểu mà của ông Stoltenberg đó, tức là ông đứng đầu của NATO mà ở tại Hàn Quốc đó, nó đặt ra vấn đề, ông thấy không? Ông nói cái yếu tố Trung Quốc á, nó là cái ở quan trọng ở trong cái chương trình nghị sự của NATO. Và Trung Quốc là có một cái vai trò ở trong cái chuyện đó. Và cái chiến thắng của Ukraine đối với Nga, nó không phải là để gọi là cái chiến thắng đó, nó không có đơn thuần.
Mà nếu mà Nga mà chiến thắng Ukraine đó, nó là một cái điều giống như khuyến khích những cái thằng độc tài khác là ê mày cái chuyện gì mày cũng thể mày kéo quân mày quýnh người ta được hết. Thấy không? Tức là cái kiểu cái lời mà phát biểu của ông Stoltenberg đó thì mình thấy rõ đâu. Hàn Quốc rất là quan trọng. Bây giờ ông này ông qua ông mồi thêm cái nữa rồi ông bộ trưởng phòng mồi ăn cái nữa. Nó bắt buộc là cái gì? Bây giờ ông tổng thống của Hàn, bây giờ ông phải ăn sao? Ông ra ông phải trình quốc hội lợi thôi. Ông nói tôi bây giờ vừa rồi tôi tiếp với lại ông Lloyd Austin, bây giờ ông quắc ông bộ trưởng quốc phòng lên. Đó, hàng tôi tiếp phái bộ của Mỹ qua đây. Bây giờ Mỹ họ nói bây giờ đại Hàn bây giờ rất là quan trọng. Mà bây giờ mình cái luật của mình là gì? Là không được bán vũ khí hay là viện trợ vũ khí cho những quốc gia đang xung đột. Thì bây giờ yêu cầu quốc hội là bỏ cái này. Cái này nó phụ thuộc vô người dân của Hàn Quốc nữa. Nhưng mà người dân Hàn Quốc họ làm sao? Họ coi tin. Họ coi news. Họ coi news. Họ phải coi gì? Ồ! Oh, cái thằng cha đứng đầu này thôi nói cái gì? Thì họ mới ok. Cái ông đại biểu, cái ông dân biểu quốc hội của Hàn Quốc cũng vậy. Trước khi ông duyệt qua để bỏ cái luật này, ông coi phản ứng của dân. Coi phản ứng của dân là một. Coi về cái lợi hại quốc gia là hai. Bây giờ ví dụ như Hàn Quốc bỏ cái luật không có bán hoặc là không hỗ trợ vũ khí cho các quốc gia đang xung đột, bỏ cái này đi thì dành riêng cho Ukraine thôi, thì họ sẽ bán hoặc là họ viện trợ luôn cả vũ khí sát thương qua bên đó. Ra cái nếu mà qua bên đó cái thị trường vũ khí tạo ra công ăn việc làm cho người dân Hàn bắt đầu phát triển liền, tăng ra lợi nhuận. Ở người dân Hàn Quốc thấy vậy cũng được. Vậy là không chừng mua chứng khoán của mấy công ty bên Hàn Quốc để sản xuất vũ khí quý vị. Lên chứ. Công ty sắt thép nào trúng thầu được lên. Người dân Hàn có tiền, có công ăn việc làm. Thì người dân Hàn nó tới. Ok, quốc hội vote đi. Mình đồ điện tử của mình ngon rồi. Và súng của mình nè. Đó, mẹ cho thế giới, cho mày biết tao lại. Đúng chưa? Mẹ dân Hàn ok, có lợi hết. Người ta quốc luôn. Đó là cái mà tại sao ông đứng đầu của NATO hay là kể cả ông Mỹ họ khuyến khích vậy. Thì bây giờ là Hàn Quốc một điều rất quan trọng, quý vị đang nền kinh tế quý vị nằm trong đó. Bây giờ quý vị là một đối tác quan trọng, quý vị không còn là quốc gia mẹ tầm thường nữa. Quý vị là ngầu ở trong cái vai trò ổn định cả thế giới này. Thấy không? Nó là cái mà mình thấy. Bây giờ ảnh hưởng lớn toàn cầu. Ảnh hưởng lớn mà. Với lại một cái điều nữa là người ta còn phải nhìn đến yếu tố thằng Bắc Hàn bây giờ nó tăng cường vũ khí hạt nhân. Nam Hàn đứng một mình không được. Nam Hàn đứng một mình, thằng Trung Cộng nó xúi Bắc Hàn đập liền. Thành ra bây giờ Nam Hàn bên phía Nam Hàn làm gì là phải dính với Tây, với lại phương Tây. Thành Nam anh không có còn nằm trong đó nữa. Không, nó trở thành cái đối trọng rồi. Nên nhớ là Nam Hàn nói cái diện tích đất của họ bằng Việt Nam không? Họ đâu phải họ bự đâu. Ok, nền kinh tế họ bự thiệt, diện tích đất họ bằng. Cái diện tích mà gọi là cái mà canh tác nông nghiệp của họ còn ít hơn mình. Mình đồng bằng nhiều hơn. Hàn Quốc là toàn là núi đá không? Rồi đất nước bị chia đôi nữa. Thành ra cái thủ đô Seoul có chút xíu à? Có 12 cây số vuông à. Nó quýnh một trái một mà mất tiêu. Đương nhiên là họ phải lo cái phần của họ đó. Nhưng mà về mặt quốc tế thấy không? Bây giờ Mỹ họ hỗ trợ nhiều thứ. Bây giờ cái thị trường của Mỹ là thị trường lớn nhất của Nam Hàn. Không, hai bên có nhau cùng có lợi. Quý vị thấy là đây là một trong những cái thế giới bây giờ nó không còn. Việt Nam cũng không có nằm khỏi cái quỹ đạo đó đâu. Mình cứ nghĩ mình là thế giới nào đó, không phải. Cái thời buổi này nó là như vậy rồi. Thành ra cái năm 2023 này, đầu năm nay, sau cái chuyện này nó sẽ thay đổi rất là nhiều. Thì cái phản ứng ngay lập tức của Bắc Hàn đâu quý vị. Thì truyền thông nhà nước Bắc Hàn vào ngày hôm nay á, họ cảnh báo rằng là cái mối quan hệ của NATO với Nam Hàn và Nhật Bản có thể gây ra một cuộc đối đầu ở trong khu vực. Thì Tổng thư ký NATO là Jens Stoltenberg hiện nay á, đang thăm hai nước này và ủng hộ mối quan hệ chặt chẽ hơn ở trong cái bối cảnh mà các mối đe dọa từ bên Bắc Hàn. Thì có một báo quốc doanh của Bắc Hàn họ viết như sau thưa quý vị. Chuyến đi của Tổng thư ký NATO đến Nam Hàn và Nhật Bản là khúc dạo đầu cho sự đối đầu và chiến tranh, bởi vì nó mang đến những đám mây đen của chiến tranh lạnh mới cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Và theo hãng tin Yonhap của Nam Hàn đó, bài báo này được viết bởi Kim Tong-yong, là một thành viên của Tổ chức Nghiên cứu Chính trị Quốc tế của Bắc Hàn. Và ông này cũng cáo buộc là ông Stoltenberg đã biến Ukraine thành cái sân khấu chiến tranh ủy nhiệm, thưa quý vị. Thì anh Huy sẽ giải thích cho quý vị cái chữ mà
chiến tranh ủy nhiệm. Thì anh Huy giải thích này hay hơn chiến em. Tranh ủy nhiệm á là cái từ mà quý vị nghe ở trong mấy cái chương trình phim tài liệu document á, mà thường Việt Nam mình hay dịch á. Yeah. Việt Nam mình hay dịch là Mỹ tiến hành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm ở một quốc gia nào đó. Ủy nhiệm là làm sao? Ủy nhiệm là anh ủy nhiệm cho em. Yeah. Tức là em không phải là anh. Ý, em không phải là em mà em là anh. Nhưng mà em làm cái điều đó không phải làm cho em mà em làm theo cái lệnh của anh. Đúng, cái quốc gia đó thì cái Ukraine. Cái Ukraine họ chiến tranh là họ vệ quốc, là họ bảo vệ đất nước của họ. Nhưng mà cái thế là nó nằm ở trong tình hình chung. Yeah. Cái đầu của các quốc gia độc tài là họ cứ ta không cần ai. Chuyện của nước tao mày xúi vào làm gì? Hiểu không? Giống như Bắc Hàn là đóng cửa mãi hết. Ok, mình làm mình ở nhà mình tự mình nuôi gà được, mình nuôi heo, nuôi bò được, mình tự mình có gạo, có cơm mình ăn rồi kệ mẹ nó, mấy nước khác mình không cần quan tâm. Đó là tư duy của cái kiểu chọc phú của những cái thằng của những năm khác, cái thời đại toàn cầu không phải. Cái nhà của anh nó, anh ở dơ, nó thúi nhà tôi. Ảnh hưởng đến tôi. Ảnh hưởng. Tôi đi ngang qua cái nhà của anh, nó khác. Thành ra tôi phải giúp cho anh. Tôi và anh phải có trách nhiệm ở trong chuyện đó. Là nó khác, phải không? Thì cái chữ ủy nhiệm, tức là Bắc Hàn nó chỉ chính vậy. Ủy nhiệm là sao? Ý nó nói là gì? Mấy cái quốc gia mà giúp cho Ukraine, hay là cái cuộc chiến của Ukraine đối đầu với Nga đó, là chẳng qua là Ukraine là cái con bù nhìn, con rối, là tay sai của các quốc gia châu Âu, hay là tay sai của Mỹ, chứ không phải là Ukraine này thế kia. Tức là họ đi ngược vấn đề, giống như hồi xưa miền Nam Việt Nam với miền Bắc Việt Nam. Rõ ràng về trên mặt giấy tờ, sau khi Hiệp định Paris ký năm 1954 là hai quốc gia. Quốc gia Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, bầu cử tiến cử vậy là hai quốc gia. Thì họ nói là Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh ủy nhiệm. Tức là ý nó nói là đây là cái chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là bù nhìn của Mỹ. Nhưng mà họ quên là cái chiến lược của cộng sản là cái gì, là họ muốn lấn luôn hết cả vùng Đông Nam Á. Thành ra Mỹ họ phải nhảy vô để chi, họ chặn đứng cái đà của các quốc gia xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đó, thời kỳ chiến tranh lạnh. Thành ra cái trách nhiệm của Mỹ ở trong cuộc chiến Việt Nam á, nó không phải là vấn đề là gì, nhưng mà họ muốn chặn cái đà cộng sản đó. Tại vì nếu mà mất luôn trong cái thời điểm đó, mà mất ngay lúc đó là nó ảnh hưởng đến cục diện khác. Nó sẽ là cái nước hỗ trợ cho cái chiến tranh lạnh của Mỹ ở bên này, thằng Liên Xô luôn nó mạnh lên. Nó có luôn cả một cái sân sau này không được. Thành ra Mỹ họ phải bắt buộc họ phải kiềm chân. Thì đồng thời là gì? Ở ngoài miền Bắc được nhận viện trợ từ Liên Xô. Súng đạn, vũ khí, súng AK và Trung Quốc họ phải bị kéo vô trong đó. Thì miền Nam Việt Nam chỉ có duy nhất có một mình Mỹ hỗ trợ cho đó. Đối đầu với cả một cái khối xã hội chủ nghĩa mười mấy nước. Thì ở bên kia thì họ nói rằng họ chính nghĩa. Ok, còn họ đổi thừa cái đối thủ kia là coi như là không biết. Rồi mình nói cái này, quý vị phải nhìn vô cái yếu tố Campuchia. Campuchia là ông Pol Pot đó, cái người đứng đầu Pol Pot đó, ổng là ông dân học ở bên Pháp. Cái ông đứng đầu thủ lĩnh của Khmer Đỏ đó, ổng là ông học bên Pháp nha. Ổng muốn biến cái quốc gia Campuchia trở thành một quốc gia thuần cộng sản. Ổng lợi dụng tháng 4 của năm 1974-75 để ảnh xây dựng cái đội quân, mà cái đội quân đó được viện trợ bởi Trung Quốc. Đội quân đó bị viện trợ Trung Quốc, và Trung Quốc lợi dụng cái lúc mà chiến tranh của Việt Nam đang nội chiến với nhau để xây dựng một cái lực lượng cộng sản rất là lớn. Thì Pol Pot á, cái chữ Khmer Đỏ hồi nào giờ người ta đâu có nói cộng sản Campuchia đâu, đúng không? Thật sự đã đỏ là cộng sản á, cũng bú liềm họ mới. Mà Pol Pot này còn cuồng hơn nữa, tức là muốn xây dựng một cái đất nước gọi là thuần cộng sản thiệt. Là ở đó tất cả những trí thức mày không có gì hết, sang bằng hết, chùa sư sải linh mục gì vậy, cái không có thần quyền gì ở trong đó đó, là họ đập hết chùa, đập hết nhà thờ hết, tất cả phải lao động, cả đất nước phải là công trình, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, là cộng sản thuần. Thành ra chính vì như vậy nó tạo nên cái sự diệt chủng 3 triệu người ở bên đó. Không, người ta không nói tới. Thành ra cái yếu tố mà lưng lửng của Việt Nam á, nó là cái yếu tố mà mẹ đến bây giờ đất nước của mình chưa có được bình yên, là bởi vì hai cái luồng tư tưởng nó xung đột. Cái đất nước Việt Nam chia cắt hiện tại bây giờ cũng vậy, cái tư tưởng con người nó vẫn chưa có, nó vẫn có xung đột ở trong đó. Đó là cái mình thấy. Thành ra nó nói tụi nó xuyên tạc, là nó nói rằng cái cuộc chiến tranh ủy nhiệm ở đây là tức là Việt Nam, cái chính quyền của miền Nam Việt Nam là làm việc theo cái sự giật dây của Mỹ, là Mỹ ủy nhiệm